Xin mời cả lớp cùng đọc bài tỉnh Kiều Thiền. Sāke kāme charupe viśikārate chantalikhe kumāne dīpe rāthe chāgāne aruvanagāne gehavatam ikhete vumma chayantu deva chalatana visame Yakkha-gantha-bhāgāyā-tithānta-samvikeyāyā-mūmi-vāra-vācānā-sātha-vō-me-sunāntu-thammat-savanakālo-ayam-pharānta-thammat-savanakālo-ayam-pharānta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyami Buddham saranam gacchami, Dutiyami Dhammam saranam gacchami, Dutiyami Sangham saranam gacchami, Tatiyami Buddham saranam gacchami Tatiyambi Dhammam saranam gacchami Tatiyambi Sangham saranam gacchami Vibhata Vedanami Sikkhapadam Samadhiyami Abhinnadana Vedanami Sikkhapadam Samadhiyami Kame Kumuchacha Vedanami Sikkhapadam Samadhiyami Usavada Vedanami Sikkhapadam Samadhiyami Sikkhapadam Chappamadhana Vedanami Sikkhapadam Samadhiyami Brahmacaroka Thipati Sampati Katamchali Anjivarang Ayachatha Santita Sattapachakhachatika Desetu Thammam Anukampimam Pacham Sattama Fedu Vinayan Chakaya Sultan Chabantam Afi Thamma Chamma Ako Tayanto Chatu Satya Dandam Vapo Thaneye Parisaya Matche Evan Sambati Brahma Pagyavantam Aya chata tunhi sabena tam putho Karunena tiwa saya tanha Uthaya kadena migadayam Tato yato pancha vakya dayo Neye amang bhajesi dhammato Tato pakuti sam putho Anuna Dhamma Desana Nagavasani Desa Sisapseptana Akhasikakam Tena Sato Ayo Pate Desa Tu Dhamma Desana Sapa Nita Abhisaya Anukam Pampikatawe
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, học tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản, xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý vị tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đấng tu hành còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, hiện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành nghị dựng lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy hoàn thành. Thành tựu trước lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, tha thiết kiên trì các bạn hữu trong room. Cầu mong phú khí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh ý cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2020 là buổi học thứ 86 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn có thêm buổi học thật nhiều trách nhiệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp phần sắc pháp ha. Cố gắng học cho xong phần sắc pháp là mình trở ngược lại phần danh pháp. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tôn Tất. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Avivadene Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhammatulang Sasattham Aganuttamang Avivadiyapasissang Avidhammattasanghang Namo Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya. Hôm nay chương trình chúng ta cũng như cũ ha, là bài học Pali trước, rồi sau đó là sẽ học tiếp. Giờ mời Triều Boss bài Pali lên, mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nha, tham gia đọc cho chúng ta có được nhiều phước báo. Rồi mời Triều nha. Hello, Triều đâu rồi? Hello, Triều nghe không? Triều nghe không? Sao không thấy post bài lên để cho ta đọc nè? Triều đâu rồi? Chắc bị kẹt gì rồi, Triều chắc cái mạng nó bị gì. Hay là cô gì đó, cô Nhung có bài post lên trước đi, phụ Triều đi. Mời quý vị lên đọc từ từ cho nó chỉnh cái đường nét nó lại. Cô Nhung nghe hả? Cho nên ai bài Bali á, bài Bali không có hả?
Thì tuần rồi có học mà, tuần rồi có học mà. Tuần rồi, à tuần rồi không có học hả? À, giờ ai Triều biết sao rồi, không thấy trả lời. Ok. Triều nghe không? Triều nghe không? Alo, 1, 2, 3. Đúng rồi, bài bài Bali về sắc pháp, về sự sanh khởi của các sắc pháp. Đúng rồi đó, đó, đó. Rồi, rồi, mời quý vị nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, không biết đại tràng có nghe. Dạ, cảm ơn. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong lớp học ạ. Con xin đọc bài. Rupasamuddhanajja, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 1. Kammang cittang Utu a haro cha ti cha ta riru basamutha na ni na ma. Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thực. Tát tha ca ma qua cha rằng rù bà qua cha rằng cha ti bành cha quỳ sa ti quy thầm Bikusala kusala kammam áp áp phi sằng khát tằng ách chát tika sằn tà nề cầm ma sa mút thà na rù bằng bát ti sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp nghiệp sanh trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, tức từ lúc thức nối liền khởi sanh. Aru Bawi Bà Kadui Bành cha quỳnh nhà na quách chi tầng bành cha sát ta ti quy thầm bi chi tầng chi ta sa mút thà na rù bằng ba tham ma pha hoàn gần u bà đà gia trà dành ta mề qua sa mút thà bề ti tát tha áp ba nà cha qua nằng y ri già ba tham bát thầm bi sần nà mề ti vô tha ban cà mà qua cha ra cha qua nà phình nhà ba na quỳnh nhất tình sa mút thà bền ti sổ mana sa cha qua nà ni ba nét tha tề ra sa ha sa nằm bi chân nền ti.
Sắc pháp khởi sanh do tâm, 75 loại tâm, ngoại trừ những tâm quả thô sắc giới, và 5 cặp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo. Ngay vào lúc chập phá quang gá hộ kiếp đầu tiên khởi phát, nơi đây những chập tâm thiền Jhāgavanās tốc hành, điều hòa tư thế oai nghi của thân. Nhưng những xác định tâm, những chập tốc hành tâm Jhāgavanās thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông, cử chỉ và lời nói. Nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. À, dạ, hết rồi ạ. Dạ. Cảm ơn Đông Triều Bố Tài. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Con xin xuống mic ạ. Chào, xin chào các lớp, các bạn đọc tiếp đoạn 2. Thì tôn hô túi Samanya pa e cho pa túi ki kiếp pat pa quá ú túi Samut ha ha ru bằng ách chát tầm chá Pa mít pa chá giá thà ra hằng sáng huyết thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, quả đại, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh trụ diệt, thì tạo nên cả hai, tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài, do điều kiện thời tiết sanh. Ô cha, sanh kha tô a ha rô, a ha ra sa mút tha na ru bằng ắt chô ha ra na ca lê tha na pát tô quá sa mút tha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do vật thực. Vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Pát tha ha đa gia tinh quý giá u cà má chán nghề nghề quá quân nháp tí đoá dần chích tá chá nghề quá sát bồ tồ tú trồ lá hù tà đích tá dần tú tú chích tà hà rề hí sàm hồ tí. Ngày đây trái tim và tám sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, ngữ biểu, ý sanh khởi do tâm. A quý nhiếp hồ gá rú hù bề quá a ca sát tha tú cát cha tu hí sàm hù ma nấy khá ná rù ba nếu nhá cú tô chí chà dàn tí. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ ôn quanh sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân: Attha rasa bana rasa te rasa ba đa sa tí chá cam mát chức tô tú ca hà đa cha ni hồn tí nhất khắc ca măng 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Cha giám hà na đi ru ba năng sáp pa quát pa hí kề qua lăng lắc khăn à mí ná trà dàn tí kề hí đi tí pa ca si tăng.
Aya matha ruba samut tha na na yo. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh nhân dân không do nguyên nhân nào được nói như vậy, vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Xin hết. Kính chào thầy, xin chào cả lớp, con cũng xin đọc bài. Rupa Samuthana Naya, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 1. Tâm mang chức tăng ú tú a ha lô chà tí chắc tà rí Rupa Samuthana Naya Má. Sắc pháp sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thực. Tất thà ca ma quá cha rằng ru ba quá cha rằng khi bạn sẽ quỳ sát tiếp tiếp thằng khi u sa la u sa la cầm ma ma tiếp thằng khát thằng ách chất Tika Santane Kama Santana Rupang Pati Santhi Mupada Yakhane Santhate Ti. Sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới, trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh. Trong từng chặt tư tưởng, bắt đầu từ khi thọ tài, từ lúc thức nối liền khởi sanh. Aru ba vi pa ca vi ca vi pan cha nha nao chi tăng pan cha sắc ta ti vi thao ti chi tăng ta sa mu tha aru pa bát tha ma อรูปาวิปากะวิปัญญะปัญญาดัชวัจจิตังปัญญาสัตตติวิทังวิจิตังจิตตสังขานรูปังปัทธมะสวรรค์กุปาดายะจายะ tâm hề quá sa mu tha về tí tất tha áp tát na cha quá năng ý lý già bát thầm vi sanh na mê tí quát tha pa ngã cà ma quát cha ra cha quần quá na ni na pa ngã quỳnh nhất quỳnh tí sâu thà tàn tí su ma na sa cha wa na ni pa na tha hề ra sa ha ra sa nằng tí ngàn tí. Sắc pháp khởi sanh do tâm. 75 loại tâm ngoại trừ những loại tâm hòa thuộc vô sắc giới và năm cấp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo. Ngay vào lúc tập phá quên gá hậu kiếp đầu tiên khởi phát, nơi đây những tập tâm thiện cháu quá nát tốc hành điều hòa tư thế
quan nghi của tâm. Nhưng những sát luyện tâm, những chậm tốc hành tâm, cao quá nách, thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo nên những phương tiện truyền thống, cử chỉ và lời nói. Nơi đây, 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo thiếu sanh tâm, tâm là niệm thường. Nam mô Bích Thay Giá. Nam mô Bích Thay Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lệ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, kính lãnh, kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. À, dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ, con xin đọc đoạn 2. Si tuân hô tu sa man nhà ta tê chô tha tu thi tiếp bát ta wa u tu sa mút tha na ru bằng ách cha tăng cha pha phít tha cha gia tha ra hằng sa mút tha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, hỏa đầy, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh trụ diệt thì tạo nên cả hai. Tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Ô cha san kha to a ha ro a ha ra sa mút tha na ru bằng ách chô haranaka le tha nắp bát tô wasamut tha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do thực vật, vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tathadaya indriya rupa nikammacchan nikammacchanye wa vinyatti dayam cittacchame vasatto citto tuccho lahuta dittayam uttuccitta harehi sampoti. Nơi đây trái tim và tám sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu tri, và bằng lời nói ngữ biểu tri khởi sanh, chỉ sanh khởi do tâm. Avinipho karuba niche wa akasatha tu cha cha tu hi samputa ni lak khana ru ba ni na kutu kutto chi ya yan ti. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực, những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không, khởi sanh do bốn nguyên nhân. Tha rasa ban na rasa te rasa dwa dasa ti chak kam ma chit to tu ka ha ra cha ni hồn ti yak thak kam mang 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. J
cha ya ma na ti ru ba nang sa pa wat ta hi ke wa lang lak kha nang lak kha na ni na cha yan ti ke hi chit ti pa ka si tang a yang at tha ru va sa mut tha na na yo. Các đặc tính của sắc pháp không do duyên nhân nào. Những dấu hiệu cá biệt của sắc khởi sanh vân vân không do nguyên nhân nào tạo. Được nói như vậy thì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn Đông Triều đã post bài ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống hết ạ. Alo. Đoạn 1. Cam ăn chích tăng. Ru phá tâm mu thà na nà giá, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 1. Dạ, xin hỏi mọi người nghe rõ không ạ? Alo. Xin đọc bài ạ. Ru pa sam mu tha na na ya, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 1. Cam ăn chích tăng của tú a a rồ cha tí a a rồ cha tí cha tá tí ru pa sam mu tha na ni na ma. Các pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thực. Tattha kama vat charam rupa vat charam cha tí bàn cha vi tát tí vi tham vi cú sa la cú sa la cam mang áp phí sàn khá tăng áp cha tí cá sàn ta nề cá mang sàm mút thà na rù băng phát tí sàn sàn tí mù mù bà đá giá khá nề tam mu tha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện là bất thiện nghiệp thuộc dục giới và sắc giới trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh trong từng cặp tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, tức từ lúc thức nói liền khởi sanh.
arupa vipaka vipan ya winya na wakita. Arupa vipaka vipan ya winya na wakita. Ban ya satati vipam vipitang. Tatamu ana rupang patana patama pawangkang upadaya jayan tamewa samutabedi tata apa nayawanang hariya patambi sa sanamedi utapana kama wacara jawana binyapana winyat simpi samutabeti sumanasa jawanani arupa vipaka vipan ya win ya kita đọc lại mạng yếu quá. Arupa vipaka vipan ya win ya na win wacita wacitang pan ya sam tap tap tapi wisam wisitang kita sam muta na rubang pathana pawa pawangkan upadaya jaya jayan tamewa samuta beti tata apanya ya wanang hari ya patam pi sanya meti wathapana kama wacara jawana pinya pana winyat simpi samuha beti sam so manasa jawana ni panetha terasa hasanang tiyane ti các pháp khởi sanh do tâm 75 loại tâm ngoại trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới và năm cặp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo ngay lúc ngay vào lúc chập phá quan cá hậu kiếp đầu tiên khởi phát nơi đây những chập tâm thiền cha quán á tốc hành điều hòa tư thế quay nghi của thân nhưng những tác định tâm những chập tốc hành tâm cha quán á thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông cử chỉ và lời nói nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm tâm tạo niệm cười còn kính cảm ơn thầy kinh kính cảm ơn cả lớp do mạng yếu quá nên làm phiền mọi người năm môn chú mất anh kinh em mất lại cho lớp Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Răng Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào thầy kinh, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài đoạn 2. Si tun ho tu sa man nya ta te cho tha tu thi tip pat ta wa u tu
samuthana rupang acchatanja pahittha jayatha rahang samuttha beti. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, hỏa đại, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh trụ diệt, thì tạo nên cả hai, tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài, do điều kiện thời tiết sanh. Ucha sankhato aharo aha rasamuthana rupang accho haranakale thanapato vasamuttha beti. Sắc pháp khởi sanh do vật thực. Vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tathahadaya indriya rupa nikammacchan nyewa vinyati doyang cittacame wa saddo citto tuccho lahuta dittayang utucitta hare samphoti. Nơi đây trái tim và tám sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, ngữ biểu chỉ sanh khởi do tâm. Avinipho garupa niche wa aka satha tu chat chat tu hi samputa nilakkhana rupa nina kuto chi cha yanti. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ, vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không, khởi sanh do bốn nguyên nhân. Attha rasabam narasate rasabadasa tichá kammacitto tukaha rajanihonti yathak. Yathak ca mặn 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Trà giá mạ nà đi rù bà nặng sắp phà quát tà hít kê quá lặng lắc khá nà ní ná trà dành tiết kê hít chì tí bá cà xí tăng. Ayam ettharu pasamutha nanayo. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh, vân vân, không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn toàn cứu hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ thưa, con đã đọc xong mà, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic, con kính dân mic lại cho lớp ạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Rồi, hello. Xong hả quý vị ha, đọc xong ha. Rồi, giờ chúng ta bước qua cái phần bài học. Thì lúc trước là, tuần trước là quý vị học được 3 phần. Phần thứ nhất là sắc sanh do nghiệp. Số 2 là sắc sanh do tâm. Và số 3 là sắc sanh do âm dương hay thời tiết. Đúng không? Học đúng 3 cái đó phải không quý vị? Đúng không? Rồi, hôm nay thì tuần trước là có mặt đầy đủ không? Chỉ cô Kim Dung hình như tuần rồi không có học hả? Bây giờ, trước tiên là mời bên nhóm Triều một người lên đọc
Buộc trình bày lại cái phần thứ nhất tức là tướng nhân sanh sắc là phần một, và một là sắc do nghiệp sanh. Mời Thiều lên trình bày hay là bậc anh em đó trình bày một phần, phần một đó trước và những gì đã học vừa rồi đó. Rồi tiếp theo là chánh tâm. Chánh tâm là lên trình bày phần số 2. Số 2 là gì là sắc cho tâm ha. Rồi nguyên trang rồi tiểu học phải không? Trang trình bày phần số 3. Sắc cho âm dương. Được chưa? Ba người chuẩn bị chưa? Lên trình bày lại ha, trình bày lại bài học để mình nắm lại đó rồi học tiếp. Đồng ý cho cái bông cơ. Alo. Chính tâm là mấy ha. Rồi. Nguyên trang đâu? Đừng rồi. Nguyên trang có học không ta? Có học phải không? Rồi. Ok. Rồi. Xin xuống biết nhường cho quý vị thay viên nhau lên trình bày 1, 2, 3 ha. Rồi. Mời đồng điều trước. Ba phút trình được nói mục thứ nhất, tâm lượng lại mục thứ nhất là sắc sanh do nghiệp. Về phần sắc sanh do nghiệp thì có 18 sắc, trong đó có 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 1 sắc hư không hay là sắc sao giới, 1 sắc mạng quyền, 2 sắc tính, cộng với sắc y vật. Tâm tạo sắc nghiệp thì có 25 tâm, trong đó có 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới. Sắc do nghiệp tạo được gọi là sắc nghiệp. Sáu hành về thân khẩu ý tạo nghiệp thuộc quá khứ. 25 tâm tạo sắc nghiệp từ khi mới tục sinh thuộc thời quá khứ. Xin hết. Dạ, yeah, con xin kính chào thầy Kinh và xin kính chào cả lớp. Dạ, yeah, con xin nói về sắc sanh do tâm. Sắc sanh do tâm có 15 sắc, 8 sắc bất ly, sắc cảnh thinh, sắc hư không, 3 sắc đặc biệt, 2 sắc biểu chi. Tâm tạo ra sắc tâm có 75 tâm. Chư ngũ song thức và bốn quả vô sắc không tạo được sắc. Tâm tái tục của tất cả chúng sanh có 19 tâm tái tục không tạo được sắc tâm, nên ngay sát na tục sinh không sắc do tâm sanh. Do nghiệp trong quá khứ chậu quả tục sinh, sanh này do nghiệp tạo thì sao có sắc sanh được. Tiếp theo là tâm của xin bổ túc thêm là tâm tử của vị A-la-hán không có tạo sắc vì không còn tái sanh nữa. 75 tâm kể trên luôn tạo ra các sắc tâm do chúng sanh kể từ sát na sanh của tâm hộ kiếp đầu tiên trong kiếp sống. 75 tâm hộ kiếp sanh khởi thì sắc sanh mới tạo, tính từ sanh hộ kiếp bắt đầu sanh khởi trong kiếp sống, sắc do tâm mới bắt đầu sanh. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy.
Chào con, kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin nói về cái phần sắc sanh do âm dương. Thì sắc sanh do âm dương ở đây là nói về thời tiết hay là còn gọi là quý tiết. Thì nó có tất cả là 13 sắc. Trong 13 sắc này thì có 8 sắc bất ly cộng với 1 sắc cảnh thinh, cộng với sắc hư không và cộng với 3 sắc đặc biệt thì gom lại là 13 sắc. 8 sắc bất ly ở đây thì có là đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, vị, thực vật. Yeah. Rồi nói về trong con có cái sắc âm dương, sắc sanh do âm dương đó thì có trong và ngoài cơ thể của chúng sanh. Đối với những yếu tố âm dương trong cơ thể đó kể trên đó, thì được là tính từ là sắc na trụ của tâm tái tục. Tâm tái tục ở đây là có 19 tâm. Dạ. Rồi trở về sau khi mà sau khi luôn luôn tạo về sắc quý tiết ấy, thì trong mỗi sắc na cái sắc trụ ở đây thì là sắc tục sinh, thì nó có 3 sắc na tiểu. Trong 3 sắc na tiểu thì có sắc sanh, sắc trụ và sắc diệt. Thì sắc trụ là nó nằm chính giữa. Nguyên tố của lửa bên trong thì nằm trong ba nhóm thập pháp gọi là thân, tánh và ý vật, phối hợp với nguyên tố của âm dương bên ngoài tạo những sắc pháp do điều kiện thời tiết hay còn gọi là quý tiết vào giai đoạn trụ của thức tái sanh là giai đoạn chính giữa. Vào giai đoạn của tâm tái tục thì nguyên tố lửa âm tạo ra, tạo do nghiệp tạo thay thế nguyên tố lửa do tâm tạo ở giai đoạn này. Riêng về điều kiện âm dương thiên nhiên bên ngoài thì khi nào có thể giúp cho cơ thể tạo ra sắc quý tiết được thì giúp cho ngay, thì giúp ngay một cách không gián đoạn. Dạ, đó là cái phần về sắc do sắc sanh do âm dương. Dạ, con đã trình bày xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Ê, xa thấu. Thì vậy là chúng ta đã học xong 3 phần. Phần thứ nhất về nghiệp, sắc do nghiệp. Phần thứ hai sắc do tâm. Phần thứ ba sắc do thời tiết. Không biết quý vị có nắm được không ạ? Học tiếp được không hay là sao đây? Tiếp không? Rồi, số 4, sắc do vật thực. Tiếp theo, rồi, sắc do vật thực, 2 chấm. Có 12 sắc. Tức là sắc mà do vật thực tạo ra đó, chỗ do cái chất dược tố tạo ra có 12 sắc. 8 sắc bất ly cộng 1 sắc hư không cộng 3 sắc đặc biệt. Như vậy là sắc do vật thực tạo thì nó có là 12 sắc như vậy. Và 8 sắc bất ly thì đương nhiên có ha. Sắc hư không cũng phải có rồi. Và 3 cái sắc đặc biệt làm cho những sắc pháp khác được tốt đẹp hơn, kịp vô thức nghiệp ha. Rồi bây giờ chữ cái sắc do vật thực. Vật thực là từ cái chữ này. Ahara. Thực. Ahara. Giờ mình ghi là Ahara sắc vật thực. Là tinh chất dinh dưỡng trong vật thực. Sắc vật thực là tinh chất dinh dưỡng trong vật thực. Cộng với chất dưỡng tố nằm trong nhóm sắc pháp. Cộng chất dưỡng tố nằm trong nhóm sắc pháp.
tạo nên động chất dưỡng tố nằm trong nhóm sắc pháp tạo nên do nghiệp tâm và âm dương. Hay là thể tiết nghiệp tâm và âm dương. Rồi, như vậy cái A đó này là sắc vật thực, là chất dưỡng tố, nó là cũng là chất dưỡng tố trong cái vật thực, tức là trong cái đoàn thực á, mà khi mình ăn vật thực hay gì trong cái vật thực nó có cái chất dưỡng tố, giờ nó kêu vitamin nha. Thì trong cái chất dưỡng tố đó, nó như ăn khi mình vô cơ thể thì chất dưỡng tố từ bên ngoài cộng với từ bên trong, những cái dưỡng tố chất bên trong là những cái sắc pháp mà nó đã do nghiệp tạo. Hồi nãy mình học nó do nghiệp tạo, nó cũng có cái chất dưỡng tố đó, do tâm cũng có và do âm dương cũng có. Thì hai cái này hợp lại nó tạo ra cái gọi là sắc do vật thực sanh. Đó là vấn đề mà chúng ta cần được hiểu nha. Tức là không thể mà thiếu được cái bên ngoài và bên trong được. Cho nên chúng ta đánh một cái bông đầu dòng một cái, ghi rằng vật thực nội không thể tạo sắc nếu không có vật thực ngoại. Vật thực nội không thể tạo sắc nếu không có vật thực ngoại. Tức là cái vật thực bên trong, tức là cái chất dưỡng tố bên trong mà không thể tạo ra được cái sắc pháp, không thể tạo ra được những cái sắc cái này sắc kia nọ. Rồi nếu mà không có cái hệ vật thực bên ngoài vô hai cái hộp nha, thì không thể tạo được. Cho nên đây là vấn đề chúng ta cần phải quyết ngay, bởi vì tại sao chúng ta cần phải có ăn này. Rồi xuống dòng, đánh bao thị đầu dòng. Chất dưỡng tố trong vật thực, tức là chất dưỡng tố trong vật thực, nhờ nó mà các sắc vật thực được sanh khởi trong mỗi sắc na. Chất dưỡng tố trong vật thực, nhờ nó mà các sắc vật thực được sinh khởi trong mỗi sắc na. Tức là cái chất dưỡng tố trong cái vật thực á, trong cái đoàn thực mình ăn á, rồi trong vật thực nó nhờ có nó đó, thì cái sắc vật thực được sẽ được mới được sinh khởi. Khi mà có ai vô thì vô trong cơ thể thì nó sinh khởi trong mỗi theo mỗi một cái sắc la tâm sinh khởi theo, thì nó sẽ phát sinh ra cái chất dưỡng tố phối hợp với bên trong và bên ngoài, thì nó tạo nên những cái sắc do vật thực sanh. Thì như vậy đó là cái số mà chúng ta, số 4 mà chúng ta học là sắc do vật thực sanh, là phải phối hợp cả bên trong lẫn bên ngoài, chứ không thể mình không ăn uống vậy là mình đi tàu heo luôn ha, là chết luôn ha, là không có tạo ra cái sắc dưỡng tố thì chúng ta chỉ cái chết thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết về cái sắc vật thực như vậy. Rồi đánh thêm cái bông nữa. Quá trình tạo sanh sắc này, quá trình tạo sanh sắc này quá trình tạo sanh sắc này được bắt đầu kể từ lúc cơ thể chúng sanh nhận được vật thực ngoại. Cơ thể chúng sanh nhận được vật thực ngoại. Thì vậy nhấn mạnh cho em ta biết quá trình mà tạo sanh được những cái sắc vật thực này đó, thì nó bắt đầu kể từ lúc cơ thể chúng sanh nhận được cái vật thực bên ngoài vô, thì nó mới tạo sanh được sắc. Đó là cái vấn đề mà về sắc vật thực, để cho chúng ta nắm một cách chính xác ha. Rồi bây giờ nắm được chưa, ghi thêm cái phần ghi chú chung hết cho ba cái loại sắc này ha. Ghi chú 2 chấm. Tất cả tâm tái tục của chúng sanh, tất cả tâm tái tục của chúng sanh và tâm viên tịch của vị A-la-hán,
viên tịch của vị A-la-hán. Viên tịch là tử đó. Và tâm viên tịch của vị A-la-hán bị trừ ra. Bị trừ ra là vì những nguyên nhân. Sao? Là bị trừ ra là vì những nguyên do như sao? Cho rõ ràng ha. Bị trừ ra là vì những nguyên do như sao? Rồi, xuống dòng ghi là 19 tâm làm việc tái tục. 19 tâm làm việc tái tục là những tâm nào quý vị? Ghi ra coi. 19 tâm làm việc tái tục, ghi ra coi. Alo. Rồi, 19 là hai tâm quan sát thọ xã. Hai tâm quả quan sát ha. 8 quả dục giới tịnh hảo. 9 quả đó lại là 19 tâm làm việc tái tục. Trừ 4 tâm tại tục cõi vô sắc. Trừ 4 tâm tại tục cõi vô sắc bằng 15. Tức là 19 tâm làm việc tái tục trừ 4 tâm tái tục cõi vô sắc bằng 15 tâm còn lại. Ghi ra bằng 15 tâm còn lại. Ghi lại nguyên câu đi. Ghi lại. Vì chúng là những tâm mới hiện khởi trong kiếp sống nên yếu ớt không thể tạo sắc tâm. Vì chúng là những tâm mới hiện khởi trong kiếp sống nên yếu ớt không thể tạo sắc tâm. Ráp lại nguyên câu để cho hiểu ha. Tất cả tâm tái tục của chúng sanh và tâm tử của vị A-la-hán trừ ra là do những nguyên do là 19 tâm tái tục trừ 4 cái tâm tái tục cõi vô sắc. Bởi vì khỏi vô sắc thì không có do cho sắc, thì đương nhiên trừ ra thì còn 15 tâm còn lại, đó là tâm tái tục vì nó mới cái hiện khởi lên, nó xuất hiện trong cái đời sống đầu tiên, trong cái đời sống mới, nó là một cái tâm đầu tiên cho nên nó rất là non yếu ha. Và chính vì non yếu như vậy nó không cái tâm đó, cái sắc là tâm tái tục đó, nó không thể tạo ra được sắc do tâm tạo. Cho nên mình phải biết rõ tại sao mà 19 cái tâm, 15 cái tâm này không có tạo ra được sắc tâm, là lý do là như vậy. Tại vì nó là tâm tái tục đầu tiên trong kiếp sống, nó vừa khởi hiện lên, nó vừa sanh lên, nó yếu hết rồi nó chìm xuống lại, cho nên nó không đủ khả năng để nó tạo ra được sắc tâm. Nắm được chưa quý vị? Hiểu không? Hiểu không? Cho biết đi. Tâm tạm. Thì nó tâm tái tục nó đầu tiên, sanh khởi sắc na đầu tiên thì nó yếu. Nó không thể cho ra được cái sắc do tâm tạo. Cho nên chúng ta thấy là cần phải hiểu là tại sao người ta nói 19 cái tâm làm việc tái tục này á, trừ ra cái cõi vô sắc á, thì 15 tâm còn lại nó không có đủ khả năng để nó cho ra sắc pháp do tâm tạo. Mà lúc đó chỉ có nghiệp quá khứ mà tạo thôi. Thời điểm tục sinh không có sắc do tâm tạo, đúng rồi. Thời điểm sắc na tâm tục sinh nó chỉ do nghiệp tạo, và nghiệp trong quá khứ lúc mà tục sinh là do nghiệp quá khứ nó cho ra cái sắc thôi, chứ tâm không tạo ra được. Cái sắc na tâm lúc đó nó không có cái lực, nó không có một cái đầy đủ nhân duyên để nó tạo ra được cái sắc do tâm. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi. Được không? Ok, rồi xuống dòng. Gạch đầu dòng nữa. Về tâm tử của vị A-la-hán. Về tâm tử là tâm viên tịch đó. Về tâm tử viên tịch của vị A-la-hán. Sở dĩ không tạo được sắc tâm. Sở dĩ không tạo được sắc tâm.
Vì đây là trường hợp đặc biệt. Sở dĩ không tạo được sắc tâm vì đây là trường hợp đặc biệt. Tâm của vị ấy đã hoàn toàn đoạn tận phiền não. Tâm của vị ấy đã hoàn toàn đoạn tận phiền não. Nên tâm tử không thể tạo sắc nghiệp được. Rồi, như vậy là tâm của tâm tử bị a la hán tử xong là chấm dứt luôn, nếp bàn luôn ha, rồi là không có tạo được cái khả năng cho cái sắc nghiệp để tái sanh trong tương lai. À, cho nên cái tâm tử bị a la hán là chấm dứt, là không có còn gì dư sót, tất cả những cái phiền não cũng dư sót, mà sắc pháp về tái sanh cũng chấm dứt luôn. Rồi, xuống dòng. Đối với các chúng sanh khác thì tâm tử vẫn tạo được sắc nghiệp, khác là trừ vị a la hán ra, đối với chúng sanh khác thì tâm tử vẫn tạo được sắc nghiệp. Được chưa? Tức là những chúng sanh khác ngoại trừ vị a la hán là những chúng sanh khác vẫn còn luân hồi, vẫn còn tái sanh trong tương lai. Là cho nên khi tử rồi nó vẫn có khả năng tạo ra được sắc nghiệp trong cái đời sống tiếp. Thì như vậy đối với tất cả chúng sinh khác là cái tâm tử nó vẫn có điều kiện nó tạo ra được một cái sắc nghiệp mới. Sắc nghiệp chứ sắc tâm nữa. Đang nói sắc nghiệp. Tâm thì do tâm tạo, sắc nghiệp là nghiệp tạo. Cái tâm tục sinh đâu có cho sắc tâm mới học xong thì ha. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Quý vị nắm được không? Cho biết đi. Cho Nguyễn nắm được không? Ok hết không? Quý vị ok hết không? Nhóm Long Kiều ok không? Lười nắm được không? Bến Tre nắm được không? Tuấn đâu rồi, Tuấn có bấm được không, có nghe được không, không biết nè. Thăm Má Nanh Đá nè, Tranh Thi An Lạc, Đông Triều. Ok ha, rồi. Tử dòng ghi điều đáng ghi nhớ, hai chấm. Điều đáng ghi nhớ. Gạch đánh cái vòng đồ dòng cái. Dòng cái vòng rồi dòng 75 tâm tạo được sắc tâm, 75 tâm tạo được sắc tâm phải tạo vào thời điểm để năm tạo sắc tâm phải tạo được vào thời điểm sát na sanh. Sát na sanh. Điểm sát na sanh. Vì tới sát na trụ và diệt. Vì tới sát na trụ và diệt. Thì chúng trở nên yếu đuối, không thể tạo sắc tâm được. Vì tới sát na trụ và diệt thì chúng đã trở nên yếu đuối, không thể tạo sắc tâm được. À, tức là khi mà 75 tâm nó tạo được cái sắc tâm ở ngay cái thời điểm mà sắc na sanh của cái tâm hữu kiếp, cái là tục tục hữu kiếp ha,
thì ngay cái sắc na sanh đầu tiên, cái sắc na tiểu sanh đầu tiên đó, thì nó tạo được sắc do tâm tạo. Nhưng mà nếu mà không có tạo ngay sắc na sanh thì sắc na trụ, sắc na diệt nó không tạo được, bởi vì nó yếu, nó phải nương nhờ ở sắc na sanh vào thời điểm là sanh khởi của tâm tích tắc đó, thì sắc tâm nó mới tạo được. Còn ở sắc na trụ nó không tạo được, sắc na diệt nó không tạo được. Nhưng mà sắc âm dương thì nó ngay sắc na trụ nó tạo được, nó có cái gì khác biệt chút xíu đó. Cho nên sắc tâm là không thể tạo được ở sắc na trụ và diệt, mà nó phải bắt đầu từ sắc na sanh, tiểu sắc na sanh đó. Vậy nắm được không? Được chưa? Nắm được không? Lâu. Được ha, thì sắc na nó có ba, sanh sanh trụ diệt, thì cái ba cái đó thì sắc na 75 tâm mà tạo cái sắc tâm thì ngay cái sắc na đầu tiên, ngay sắc na tiểu đầu tiên là sanh, sắc na sanh của cái tâm hộ kiếp ngay lúc đó đó, thì nó tạo được sắc tâm. Thì nãy mình học cái phần lên sắc vô tâm tạo có 75 tâm tạo sắc vậy đó ha, thì mình coi lại mình sẽ biết. Rồi, được chưa? Vào thời điểm tục sanh rồi từ sát na tục sinh xong rồi tới hộ kiếp á, là ngay bắt đầu sắc tâm tạo, rồi sau đó liên tục hoài, lúc đó mình không có tính nữa, mà lúc đó là bây giờ nó cứ nói chồng sắc cho tâm tạo hoài hết, cho tâm này tâm khác nó tạo liên tục mà không ngừng cho tới khi mình chấm dứt cái đời sống thôi. Thành ra ta chỉ tính ngay lúc đó để cho mình biết là cái khởi đầu nó là như vậy. Thì khi mình đọc vô cái bản lộ trường tâm ấy, lộ sắc á, thì người ta sẽ vẽ ra những cái loại vậy đó, mình sẽ thấy được cái vấn đề đó. Tại ngay cái tục sinh đầu tiên là sắc do nghiệp, rồi tới sắc tâm là ngay cái tâm hộ kiếp, thì ngay từ đó ta tính từ đó, tính từ tục sinh ha. Sau đó thôi nó loạn xào lên đó. Nó chồng chất lên đó. Sắc pháp mà, được chưa? Rồi ha, thông được cái này không? Rồi theo quý xuất thí mắt gá, theo quý xuất thí mắt gá ghi giữ ra được không? Quý xuất thí mắt, quý xuất thí mắt gá, đọc thử rồi triều quy được nha. Quý xuất thí mắt gá, đừng viết dễ cái viết tiếng. Theo quý xuất thí mắt gá, quý xuất thí mắt gà, chữ D chứ không phải chữ T nha. Quý xuất thí mắt gà viết đúng rồi, nhưng mà là bỏ chữ T thế còn chữ D. Quý xuất thí mắt gà, theo quý xuất thí mắt gà hai chấm đúng rồi đó, thí mắt gà. Rồi gặp lại dòng ở cõi người khi được ăn uống đầy đủ, ở cõi người khi được ăn uống đầy đủ thì có thể nhịn ăn trong một tuần lễ, cơ thể vẫn không hề hấn gì. Ở cõi người khi được ăn uống đầy đủ thì có thể nhịn trong một tuần lễ, phải nhịn ăn trong tuần lễ. Là vấn đề cơ thể của mình đó. Này nhớ hồi xưa chúng tôi có tập lúc mà chưa biết về chánh pháp nè, thì theo mấy ông mà luyện về nhập thất đấy cái gì, thì khi mình ăn uống xong rồi cái mình lên gặp mấy ông xong cái nhập thất, và lúc đó mới uống thuốc sổ sạch sẽ, người mình sạch sẽ, không nhịn ăn uống nước lạnh thôi, uống lạnh trong tuần lễ luôn. Mà không sao nữa, cơ thể mình vẫn khỏe như thường, mà tập hít thở lúc đó thiền hít thở này kia là xuống chắc cũng khoảng là cái chục ký đó, xuống ghê lắm, ốm xuống cái chục ký đó. Ốm mà vẫn hồng hào, vẫn tỉnh nha, nó hay cái chỗ người bình thường mình, bây giờ mình bình thường mình dịnh ngày là run cẳng run tay ha, nhưng mà lúc mà vô thất thì không biết tại sao nó không bị, nó có cái lạ. Làm sao lạ, mình vô cái mình hít thở, mình dẫn khí đang điền này kia, rồi tập
Đúng rồi, những cái đó thứ dữ rồi, những cái này nhập thọ tướng định là cao thủ rồi. Còn mình nói phàm phu mình phu mình là mình nhịn 7 ngày được á, ăn xong ngày đủ mình nhịn 7 ngày uống nước thôi, uống nước lạnh thôi, uống nước lạnh hồi đó còn mấy ổng còn cho uống nước chanh nữa nhá, pha nước chanh uống đủ chanh vô nó sốt ruột cái nồi, mà là sợ sao lúc đó không bị lạ, không hiểu là lúc đó có cái phương pháp cũng độc đáo. Rồi trước khi mà vô nhập thất á, là phải uống thuốc sổ, lúc đó uống cái xuyên phát magnesium á, tức là thuốc sổ nguyên chất á. À, uống nguyên muỗng vậy đó. Trời ơi nó ghê, cái muỗng là uống vô uống ói vậy đó. cái mùi mà xuyên phát á, xuyên phát magnesium nó thuốc sổ mà nguyên chất còn khổ quá, nó còn khổ quá. Đổ vô cái, bỏ vô cái ly, cái chế lạnh vô quậy tan cái ực nó khác bọn. À, uống nước sổ nó vô xong là coi như là sao sôi à. Đổ ruột luôn rồi. Uống sạch sẽ luôn ha. Xong cái nhịn ăn mà phải hít thở, hít xuống cái đan điền nín thở, rồi công phu là nhíu cái hậu môn lên ha, là luyện cái đó. Tập ở trong rồi sáng sớm là phải tập khí công, múa này đói thấy mồ ra tập ba bữa đầu là cũng thê thảm, cũng mệt mỏi. Nhưng mà tới xong tới ngày thứ tư năm sáu bảy là ok, là tập xong ốm uống nước chanh ớt gì đâu, nước chanh thường thôi, nước chanh đường bình thường thì uống mình cũng sợ sốt ruột thôi, mình không uống sổ trước. Đúng rồi, thì đúng là sao rượu sao nước, nhưng mà bên Việt Nam mình làm ẩu, bên Việt Nam mình ghê đó. Rồi thuốc sổ bên đây bác sĩ cho liều lượng đàng hoàng, còn bên kia là chơi thẳng vô luôn cái thuốc mà chưa có bào chế chơi, mà không biết sao nó cũng ngu thiệt. Theo tôi nhìn nó có gì chắc cũng đi chầu diêm dương luôn, uống thuốc sổ chết rồi, chứ bây giờ nhận thuốc đó cái phước mỗi người nó có gìn giữ không sao. Thì khi nhịn xong tuần lễ tập xong xuôi, nhịn tuần lễ ra cái ăn lại ăn cháo là trước, cho ăn cháo là trước, rồi sau từ lại như vậy. Mà nó có cái hay cái gì, nó trị bệnh rất là hay, trị bệnh những cái bệnh mà chẳng mình có bệnh hoạn gì đó, cơ thể mình bị viêm bị này bị kia, bởi vì nhịn tuần lễ là sạch sẽ luôn, là hết luôn. Chúng tôi nhờ lúc đó có cái pháp này trị được rất là nhiều cái bệnh, nó độc đáo phải không nhận, nó hay cho nó đẩy hết ra luôn. Uống nước lạnh vô là mình cái sổ ra nước lạnh không đó nha, chứ không hoàn toàn trong sạch luôn, sạch sẽ ruột người sạch hết. Thì như vậy tất cả những độc tố trong người mình nó đều tiêu hết, nó đi ra hết. Người mình cũng đó giống như tiên ha, sạch sẽ như tiên, người thông phức giống như tiên ha. Nhờ vậy mà sống thọ được, chứ thôi cũng chết ngắt. Lúc đó bên Việt Nam mà thời năm mới giải phóng vô đói ăn toàn bậy bạ được chứ. Có cái bà kia bà nhịn, bà bị ung thư đúng không? Cái này bà kế bên ông thầy mà chúng tôi học, bà kế đó khoảng mấy căn, bà bị ung thư thư cũng thư dữ á. Xong cái bà vô nhập thất, nhập thất bắt đầu tập 7 ngày từ từ quen, bỏ lên tới được 30, bỏ nhập được 30 ngày luôn á. Bỏ nhập, bỏ nhịn được 30 ngày luôn. Xong ra đi khám lại sạch sẽ luôn, ung thư nó biến, hô biến luôn á. Đọc báo là con nhận bà cũng ly, phải không nhận, cái bà đó thiệt cũng nổi tiếng, cũng ly kìa. Bỏ nhịn được 30 ngày, không phải chuyện giỡn nha quý vị. Tại vì nhập 7 ngày khác nha. Quý vị nhập thất 7 ngày là khác. Nhưng mà khi quý vị nhập tới là 14 ngày là cũng còn dùng một phương pháp, nhưng mà lên tới 21 ngày là phải luyện kiểu khác à. Nó phải có phương pháp khác à. Phải có một cái ông thầy mới chỉ theo cái cách nhịn ăn khác nữa. Rồi lên là 30 ngày là khác nữa. Hay vậy đó, bởi vì mới lạ chứ. Mà không chắc, nhưng mà lúc đó họ uống nước chanh, nước đường, nhờ chất đường, chắc chanh đường nó có cái đường, nó chất lượng nó có thể tạo ra cái dược tố. Thật ra chính vì vậy mà bao nhiêu cái sắc mà độc mà do ung thư là cái đó, mấy cái sắc pháp mà nó phá hoại cơ thể, nó không có chỗ nuôi nữa, nó không còn đủ dinh dưỡng nữa, anh tiêu hết rồi, anh biến qua cái trở thành cái sắc tốt.
bà thoát, bà thoát cứu đó ngoạn mục, bà nó cũng đọc đó. Nhưng mà trong cái hên, trong cái hay nó có cái dở, cái có ông thầy các sĩ, ông tu mình các sĩ, xong rồi ông thấy cái này hay, ông qua ông tu giờ ông nhịn, ông luyện được lên tới 30 ngày rồi tới 45 ngày, tức là gì nó kêu là gì đó, 45 ngày là thất tuần, bốn chín ngày. Xong ông luyện tới đó, xong cái bữa ông về lên đâu Long Thành hay đâu, ông luyện 100 ngày, ông luyện 100 ngày, khi ông luyện 100 ngày xong ông vừa 100 ngày xong ông ra lại xong tôi có chết ngắt luôn, chết tại chỗ. Cũng là cái dở, cái chỗ mất hết sức khỏe rồi, lúc đó hết chất dinh dưỡng tiêu, một cơn gió thổi nhẹ qua cái ông lên đường luôn, ông nhập đi bàn luôn. Đó là cái vấn đề mà ăn uống cơ thể mình đó. Bình thường mình ăn không ăn, nhưng mà ăn miếng gì đó mình nhịn có thể tuần lễ được, nhưng mà nhịn lâu ở lại vấn đề nó khác. Đây là chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề này, nếu muốn chữa bệnh như thế thì nít thôi, nhịn theo chúng ta nghĩ là trong vòng tối đa là tuần là tốt, còn thôi là 3 ngày cũng được, nhịn đừng ngăn như uống nước lạnh liên tục 3 ngày thì cơ thể mình nó sẽ đào thải hết những cái độc tố ra, uống nước càng nhiều là tốt, nó đào thải hết ra thì nó, những cái cơn bệnh nó sẽ đi qua hết. Mà coi vậy chứ khó làm lắm á, chứ không phải dễ đâu. Rồi, cái đó là hỏi mọi người. Rồi, đúng không, mà cái này không đúng, cái này hay lắm, cái này tập này hay lắm. Cái này có phương pháp hít thở này kia, cũng như dẫn khí đan điền này kia, nó cũng giống như luyện khí công nữa. Không bị đúng chứ. Rồi đó chúng ta tập biết mà, mình trải nghiệm rồi biết. Cũng khỏe ra, cũng khiêng đồ này kia nọ đó, rồi mở có quán bán quán ăn quán cà phê nữa á, rồi vẫn khiêng dù khiêng đồ lên đỉnh bơ không sao chứ, không khỏe ra như người mạnh đó. Hay lắm, cái đó pháp cũng hay. Rồi tới xuống dòng là gặp đầu dòng cái ở cõi chư thiên thì một bữa ăn có thể nuôi sống trọn một tháng hoặc 2 tháng. Gọi dư thiên thì một bữa ăn có thể nuôi sống trong 1 tháng hoặc 2 tháng. Thì như vậy chúng ta thấy là cái dưỡng tố bên trong cái thực phẩm đó, cũng như cái dưỡng tố mà bên trong cái cơ thể của mình là những cái sắc do nghiệp, do tâm, do thời tiết kia nó tạo, thì hai cái này nó phối hợp lại với cái sắc vật thực này, nó giúp cho cái cơ thể của mình tạo ra được những cái sắc pháp liên tục, tạo ra những cái chất dưỡng tố để nó gìn giữ cơ thể được tồn tại, do cả bên trong và bên ngoài. Cho nên thiếu một trong hai đó thì là không thể tồn tại được ha, mà tiêu ha. Rồi còn về mà cái trong bào thai của bụng mẹ đó, trong bào thai lúc mà mình mới được sinh vô trong bào thai của bụng mẹ đó, cái gì trong 2-3 tuần lễ đầu á, thì lúc đó cái sắc của mình đó, người tục sinh cái sắc lúc đó nó có chút xíu giống như một cái hòn thịt nhỏ bc chút xíu, thì lúc đó nó không ăn uống gì được hết, nhưng mà nó nhờ được cái thức ăn của người mẹ, cho nên mình thấy mấy bà bầu á, ăn uống là bị thèm này thèm kia ăn, thì cái thức ăn của bà mẹ nó mới nó truyền vô cái, nó tạo lên cái chất dưỡng tố để nó nuôi cái đứa con trong bụng. Cho nên chính vì do nhờ của thức ăn của bà mẹ tạo nên cái sắc vật thực, làm cho cái thai bào nó được sinh lên, cái sắc vật thực trong thai bào sinh lên mà nó lớn lên được, đó là cũng là do cũng phải có ăn uống của người mẹ vô rồi nó mới truyền xuống cái chất dưỡng tố qua cho đứa con. Thì đó, như vậy là trong thai bào khoảng mấy tuần lễ đầu là chưa có làm gì được, chút xíu như ăn uống gì nữa, lớn chút xíu nữa thì nó mới có tự nó thưởng thức được những cái chất do mẹ nó nuôi không. Rồi còn trong bộ chú giải mua lá mạnh nó sắc cá này thì nói là khi mà kỹ cần miếng vật thực thôi, mình ngậm vô miệng, mình tan ra là cũng tạo ra được cái sắc vật thực, hoặc là mình nhai mình nuốt nó cũng tạo ra được cái sắc vật thực. Cho nên chúng ta thấy
mà khi mà có vật thực ngoài vô cộng như bên trong nó tạo ra được đủ những cái bộ sắc vật thực này giúp cho cơ thể mình được phát sanh liên cho tới khi mà chấm dứt kiếp sống. Cái sắc vật thực nó sẽ ngưng. Rồi đó là về cái vấn đề mà sắc vật thực ha, rồi đánh cái bông đầu dòng đó. Riêng sắc tứ tướng không có nhân sanh, riêng sắc tứ tướng không có nhân sanh, chúng chỉ là từng giai đoạn biến thái của sắc. Riêng sắc tứ tướng không có nhân sanh, chúng chỉ là từng giai đoạn biến thái của sắc. Tức là sắc tứ tướng là sinh tiến dị diệt á, tức là nó không có nhân gì sanh á, bởi vì nó chỉ là cũng là từ cái sắc pháp rồi nó biến đổi sanh rồi tiến rồi dị diệt thôi, nó không có cái nó không có nhân nào sanh hết. Đó là vấn đề mà chúng ta học về bốn sắc, do nghiệp, do tâm, do thời tiết và do vật thực sanh. Bởi vì nắm được chưa có muốn học tiếp nữa không, qua tiếp nữa nổi không, học thêm chút nữa ha, tiếp ha, rồi tiếp. sùng quá. Phân loại sắc nghiệp, học tiếp phân loại sắc nghiệp. Có hai loại, tức là phân loại sản nghiệp ra có hai chấm ha. Một cố định. Gọi là sắc nghiệp cố định. Vì các sắc ấy chỉ sanh ra, các sắc ấy chỉ sanh ra do nghiệp quá khứ mà thôi. Và chúng chỉ có trong cơ thể chúng sanh. Và những chúng sanh có thức tánh á, mình có thể nhấn mạnh cho đó ha. Rồi, tức là nguyên cái ý nghĩa của cái cố định á, tức là gọi là sắc nghiệp á, tức là đang phân loại sắc nghiệp nha. Rồi có hai, tức là gọi là sắc nghiệp cố định, bởi vì nó có những cái sắc mà nó sanh do nghiệp tạo á, thì nó thuộc về những sắc do quá khứ, chỉ do quá khứ tạo mà thôi. Và nó chỉ có mặt trong cơ thể chúng sanh. Được chưa? Nắm được cái định nghĩa này là ghi lại nguyên câu luôn nha, Triều, gom lại nguyên câu nhé. Rồi được chưa, đều té à. Gọi là sắc nghiệp, ghi là nguyên câu nó dài ra cho nó đầy đủ ha. Đúng rồi, gọi là sắc nghiệp của lĩnh vị sắc ấy, nghiệp quá khứ đúng rồi đó. Rồi đó, như vậy gọi là sắc nghiệp cố định. Xuống dòng có 9 sắc, hai chấm. Có 9 sắc. 5 sắc thần kinh.
năm sắc thần kinh. Hai sắc giới tính. Hai sắc giới tính. Một sắc y vật. Một sắc mạng quyền. Rồi, như vậy là bên cái phần cố định cho biết là có được 9 sắc, 5 sắc thần kinh, 2 sắc giới tính, sắc y vật và sắc mạng quyền. Ok, rồi quý vị suy nghĩ chút xíu nha, suy nghĩ chút xíu rồi tôi kêu lên quý vị giải thử nha. Nghĩ cho suy nghĩ một phút. Rồi, suy nghĩ chưa? Suy nghĩ chưa? Bây giờ nói về cái chính sách này do được gọi là cố định. Bây giờ mời ai lên đây? Ai tình nguyện lên giải thích chính sách này tại sao được gọi là sách nghiệp cố định đâu mà. Rồi mời Nhóm Bánh Tre đi, Nhóm Bánh Tre đi, ai tình nguyện lên mời Nhóm Bánh Tre trước nha. Rồi sau đó mời sao? Mời Bánh Tre. Bác Phúc xin trả lời câu vì cái sắc nghiệp thì gọi là cái sắc cố định là bởi vì những cái chúng sanh mà ở các chúng sanh mà hữu tình đó, tức là có cái tính tánh là bao giờ thì cái phát sanh thì cũng là do cái nghiệp quá khứ tâm quả, thì trong đó thì mỗi chúng sanh gì thì phải có
năm sắc thực kinh đó, nhãn nhĩ thị thiệt thân, rồi hai giới tính là một trong hai giới tính nam hoặc nữ, còn giới sắc lý vợ và một sắc hoàng quyền, điều này nó đúng như vậy, cố định là như vậy. Nó xếp vào dạng là những sắc cố định, thấy điều này hợp lý. Xin hả? Rồi, xa thứ. Bây giờ mời thêm này, mời thêm cô Nhung đi. Cô Nhung lên nói tại sao năm sắc thần kinh được xếp vào nhóm cố định. Trả lời trước phần đó là năm sắc thần kinh tại sao được xếp vào nhóm sắc nghiệp cố định. Rồi, mời cô Nhung nha. Dạ, thưa thầy, con cũng không rõ, nhưng theo con đó thì năm sắc thần kinh được xếp vào nhóm sắc cố định là vì nhóm sắc nghiệp cố định là vì năm cái sắc thần kinh này là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thiệt thân, thì nó được tạo do 25 tâm mà tạo ra sắc nghiệp, đó là 12 bất thiện, 8 đại thiện và 5 thiện sắc giới. Thì cái 12 bất thiện và 8 đại thiện này, mình làm những cái việc thiện hay bất thiện thì mình sẽ cho những cái thức quả là thiện hay bất thiện. Thì như vậy là mình sẽ được là 5 thức, 5 cái cặp thức thiện và bất thiện. Thì là do những cái hành động của mình trong quá khứ, mình làm những cái việc mình làm những việc thiện hay bất thiện về về năm cái năm cái căn này, thì sẽ tạo ra được năm cái thức. Dạ con hiểu như vậy đó thưa thầy. Dạ con xin xuống mic. Rồi, xa thôi. Rồi giờ mời Chánh Tâm tới người Nam đây, mời Chánh Tâm lên coi giải thích lại coi sao tại sao những cái sắc này là tạo được được xếp vô nhóm cố định mà nó không bất định. Rồi mời sắc Tâm nha, Chánh Tâm. Dạ con kính chào thầy Kinh và con xin kính chào cả lớp. Vì cơ năm sắc thần kinh này là tự vì cái nghiệp trong quá khứ mình cho cái nghiệp trong quá khứ thì là những cái tâm bất thiện hay là những tâm thiện, thì khi trong cái cõi ở cái cõi dục giới này á, thì nó phải có năm, nó phải có cố định là nó phải có năm căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và nó phải có đó, thì cái đó là cái cố định, nó phải có năm cái sắc thần kinh để tiếp xúc cái sắc, nó phải có vì cơ là những cái nghiệp quá khứ mình đã làm, thì cái đó là cố định. Và giống như cái về nói về hai sắc giới tính đó, thì cũng như là cái nghiệp mình đó là nam hay nữ, là những cái nghiệp của đó là của mình tạo, thì đó là cái nghiệp của mình. Còn cái sắc ý vật đó là do phải có cái vật để cho cái tâm nó nương vào, thì bắt buộc nó phải là cố định. Sắc mạng quyền là cái nuôi sống cái những cái sắc pháp, thì bắt buộc nó cũng phải là cố định cho trong cái chính sắc đó. Thì năm sắc thần kinh và hai sắc giới tính là sắc tính giới nam, sắc nữ, sắc ý vật là để chỗ tâm để nương gá vô, và sắc mạng quyền nuôi sống tất cả các sắc đó, thì bắt buộc nó là cố định phải có thôi, nó không thể là không có trong những cái sắc pháp đó được, bắt buộc phải có. Và con xin xuống hết. Sao hết. Rồi giờ mời người nữa nha, rồi đây. Mời Nguyên Trang đây, Nguyên Trang lên giải thích rõ ràng hơn về vấn đề này coi. Nguyễn Trang giơ tay lên cái. Rồi, mời Nguyễn Trang nha. Nam Mô Bích Thay Giá. Dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ trong đây thầy hỏi về năm sắc thần kinh cố định.
thì con nghĩ cái cố định ở đây thì nó chỉ là làm cũng như là nó không có xê dịch, nó chỉ cũng như là nó chỉ có một thôi chứ nó không có hai và ba. Thì trong cái năm sắc thần kinh này đó thì mình phải có nhãn nhĩ và nhãn và thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Một con người thì phải có những là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Thì nên cái năm cái sắc thần kinh này á, nó không có thể mà có hơn nữa, nên chỉ có một là như vậy, nên nó là cố định. Và những cái sắc thần kinh này đó, những cái gì nó do nghiệp sanh trong quá khứ thì ấy da cơ, khó nói quá. Trời thì con nghĩ là mỗi người đều có một cái, nó chỉ là một cái sắc thần kinh nha, không phải là một nha, được hai con mắt. Thì cái cũng như là nhãn nhĩ thiệt thân thì nó có một thôi, không thể là hai được. Rồi thầy đeo mắt kiếng. Dạ thầy đeo mắt kiếng nghe đen nhìn. Dạ không sao chị, thầy nhìn hoài à. Rồi thì cũng như là con mỗi con người đi thì người ta chỉ có một cái sắc tính thôi. Một là sắc tính nam và sắc tính nữ, nó cái đó là không có thể nào mà thay đổi được đó. Rồi sắc ý vật thì cũng có một là không thay đổi. Và đúng rồi, sắc mạng quyền, như là con thấy mọi người cũng nói đúng hết đó thầy. Dạ nhưng mà hả, cái này á, thì con thấy là chị Nhung, chị anh Chánh Tâm, rồi cái chú gì trong cái group của Đông Triều á, ai cũng nói đúng hết thầy. Nhưng mà hả, diễn tả là diễn tả không được thôi thầy ơi, sorry thầy nha. Nguyên Trang, dạ Nguyên Trang thì nghĩ là cái cố định là nói là một như vậy đó thầy ơi. Nguyên Trang xuống thầy. Có tài rồi, thôi giờ rồi giờ mời Châu Nguyễn mời gần cười dí dưới bài ha, mời Châu Nguyễn mời giải thích cho nó rõ ràng mạch lạc mà lý do sao. Rồi mời Châu Nguyễn nha. Dạ thưa con cháu ạ. Dạ cháu không có lành đâu anh Chánh Tâm ơi. Dạ thầy, con mọi người nói giống nhau mà giờ thầy kêu con giải thích nữa, con cũng biết giải thích làm sao nữa. Tại vì cái năm cái sắc thần kinh này thì trong cõi dục giới thì là mình là chúng sanh, thì khi mà năm cái sắc thần kinh này thì nó có, khi mình tục sinh thì nó đã có rồi. Rồi nó phải có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân chứ. Rồi thì trong từ bào thai thì nó cũng đã có về cái giới tính. Không biết nói làm sao luôn. Tại vì con thấy là từ bên nhóm của ở dưới mấy anh chị ở dưới Bến Tre, rồi cô Nhung, rồi anh Chánh Tâm, rồi chị Trang cũng nói vậy rồi. Thì có cái thầy kêu con nói cái gì hơn nữa luôn á. Cho nên nó phải là cố định thôi. Chứ con người sanh ra thì một là nam hay là nữ. Chứ nó đâu có cái gì mà nó lỡ dở đâu thầy. Dạ. Dạ chị hả. Dạ thôi con xin xuống mít rồi, con không biết giải thích thêm như thế nào cho vừa ý của thầy được hết. Tại con thấy ai nói cũng đúng hết rồi. Dạ con xin phép được xuống mít rồi. Khó tài rồi. Cái này khó tài thiệt. Rồi thấy cô Hà cười lớn quá, mời cô Hà lên giải thích lần nữa coi được không được thì chúng tôi trình bày luôn. Rồi mời cô Hà nha. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. Dạ thầy, nghe thầy nói đến cô là con cũng đã sợ quá rồi. Thầy chắc con cũng xỉu luôn, con không biết trả lời luôn. Dạ thì theo cái bài giảng của thầy thì nói
xác định mà chỉ tạo bởi do sắc nghiệp là do nghiệp, thì con thấy trong cái năm cái sắc thần kinh đó là do chúng sanh đam mê vô ái dục vô sắc thanh hương vị xúc, thì cái quả nó phải tương ưng với đó, thành ra ta phải có những cái nhãn nhĩ thị thiệt thân để cái đó là cái quả mà mình nhận được khi mà mình tham ái dục vô đó. Thì con chỉ duyên theo cái 12 duyên đó, từ giờ con thấy học tới là do vô minh duyên, hành duyên thức, rồi thức sanh lục chập, thì do đó mà mình mới có 6 căn, thì tùy theo thiện ác mà có, thành ra nó chỉ tạo cố định ở nghiệp, do nghiệp thiện ác mà ra, nhưng ngoài ra nó không được tạo qua tâm, vì nó như là làm việc như một cái máy móc, chỉ thu nhận cảnh sắc thinh hương vị xúc. Thì con chỉ có ý như vậy thôi, còn không biết có đúng không, con xin trao mic lại cho thầy giảng tiếp. Dạ, thầy con xin trả lời cái này. Thì sắc do nghiệp thì có 18 sắc. Thì chính sắc này thì mới đề cập chính sắc này. Còn chính sắc kia thì nó do có thể do ba cái nguyên nhân: do tâm, do thời tiết, rồi do vật thực tạo đó. Thành ra chính cái kia là có thể gọi là bất định. Còn chính cái này nó chỉ duy nhất do cái nghiệp tạo thôi, thành ra nó gọi là cố định. Còn con suy ra thì chính cái kia có thể là nó bất định do cũng ba cái nguyên nhân kia nữa. Dạ, xin xa thú, xa thú Triều nói quá hay ha, chính xác ha, quý vị nói tôm luôn. Thì chính cái sắc này, sắc thần kinh, sắc tính, sắc mạng quyền, sắc thực là nó có tâm, sắc do tâm tạo được, có gì những cái sắc này tâm tạo được hay không? Alo. Không, do thời tiết tạo được không? Không, do vật thực tạo được không? Không luôn. À, thì chúng ta thấy là rõ ràng là nó chỉ có do sắc nghiệp tạo thôi, cho nên được gọi là sắc nghiệp cố định. Đang học sắc pháp quý vị suy nghĩ diễn dòng để mà xa lắc xa lơ tuốt hết trên trời nghĩ tùm lum đang học đây để ảnh nghĩ đâu cho xa do dạng nào. Sắc do nghiệp tạo thì sắc do nghiệp tạo là chỉ có một thôi, do tâm không tạo được nó, thời tiết không tạo được, vật thực cũng không tạo được, thì bởi vậy nó gọi là sắc nghiệp cố định. Được chưa? Thông chưa? Vậy quá mình nói tùm lum các bạn, nhưng mà nhờ vậy đó, vậy không, nhờ mình vậy đó, mình động não như vậy đó, mình suy nghĩ mình mới nhớ bài lâu, mình hiểu cách chính xác hơn, hiểu xuất sắc hơn ha. Mình không có bị lầm lẫn trong đề này. Đông Triều giỏi thiệt, Đông Triều suy nghĩ giỏi, thông minh trí tuệ hết sảy luôn. Rồi như vậy là chúng ta có được chính xác cố định do sắc do nghiệp tạo là 5 sắc thần kinh, 2 sắc giới tính, ý vật mạng quyền. Rồi số 2 là bất định, 2 chấm. Bất định 2 chấm. Là vì các sắc ấy có thể sanh, là vì các sắc ấy có thể sanh, trong cơ thể chúng sanh, trong cơ thể chúng sanh,
cũng có thể xuất hiện trong các vô sinh vật. Mà cũng có thể xuất hiện trong các vô sinh vật. Và một lý do khác nữa. Là các sắc ấy có thể được tạo ra. Là các sắc ấy có thể được tạo ra do nhiều nhân sanh khác. Do nhiều nhân sanh khác. Chứ không hẳn chỉ riêng nghiệp. Chứ không hẳn chỉ riêng nghiệp. Đó, tức là ý nghĩa của cái sự bất định ha. Tức là vì những cái sắc nó có thể sanh trong cơ thể chúng sanh cũng có, mà nó cũng có những cái vô sinh vật, nó phải sinh vật, có những cái vật chất ngoài nó vẫn có à, và nó có thể được tạo ra do nhiều nguyên nhân khác à, như Đông Triều nói ha, tức là do tâm, do thời tiết, do vật thực à, được gọi là bất định à, như vậy là có chính sắc à, chấm dòng có chính sắc. Có chính xác hai chấm. Tám sắc bất ly cộng sắc giao giới. Tám sắc bất ly cộng sắc giao giới là sắc hay không á? Tám sắc bất ly cộng sắc hay không là chính xác. Tám sắc bất ly cộng sắc hay không à, thì chúng ta thấy là tám sắc bất ly này nó có mặt trong tất cả các nguyên nhân sanh ha, là do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực cũng có, nội phần cũng có mà ngoại phần cũng có, là sắc hư không cũng vậy. Thì như vậy được gọi là bất định, do là ý nghĩa nó là như vậy, có chính sắc này, còn những chính sắc kia đó, chính sắc nãy đó là thuộc về nhất định. Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu biết là nhất định như thế nào, bất định là như thế nào. Rồi như vậy là hôm nay mình học ở đây thôi ha, ở đây là cái gì động não là cũng à, mở được trí tuệ được thêm một bậc nữa ha. Chút xíu nữa là chứng đắc tu được bền chút xíu nữa. Điều này, điều này hay quá, điều này xuất sắc, điều này quá xuất sắc rồi. Xa tới cũng đều, còn mấy người kia đi lên tới cõi sắc lên tới cõi vô sắc đi vòng vòng chơi lâu quá bây giờ mới về. Và do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả lương được các pháp và năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thế. Pavutusap mamang galang rakhan dusap pade vata sap kabutha nuva ve nasara sati pavan tute Pavutusap mamang galang rakhan dusap pade vata sap kabutha nuva ve nasara sati pavan tute Pavutusap mamang galang rakhan dusap pade vata sap kachangka nuva ve nasara sati pavan tute. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Rồi, hôm nay quý vị đã học, hiểu được thêm một mớ những cái vấn đề về sự phát triển của sắc pháp ha. Xa tốt, mời Đông Kiều lên hồi hướng và rồi. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nhập pháp. Phật Di Đà Na Ga Tha Dạ Đề Hoa Tà Sàn Tư Vi Hà Ra Hoa Sư Nị Thù Tề Ca Rệ Bồ Chí Ca Rệ Ta Hình Ta Hình Ta Thâm Má Đà Nề Na Tho Hoàng Tư Tử Chí Tà Sát Thình Ca Rồn Tề Tha Vi Hà Ra Hoàng Đa Lê
Tê ra cha mắt cha na vô cha cha tê na vô sa ra mi cha đà na pa ti u ba sa sa cha đà ma cha đề sa ni gà ma cha đê sa ra sa pa na phu ta sa di ta pa wa tu tê cha la u cha ye vi cha ananda sa pa wa sáng sẽ đã cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni thang tham ma wa lang ta ti cha te sa te di khắc sắc ca lo tu san ca nhân a tu chi rằng sa tăng tham mô tham mat tha ra cha ca bu ya la sanh khổ khổ đối sanh mắc khổ quá ác tha giá cha di ta giá cha âm hề rắc tha tu sanh hồ sanh đề đi tham má cha ri nò bút thịnh sanh bà tu này già tham mà ri dâm dâm bà quê đi tề dân kinh chiếu của sanh cầm mạng chắc tập tập khi dân ma ma ca dê đa hoa cha ma ha sa di đa sê su đa tăng ca tăng dê sa ta san mi nô ap di dê cha sa ta ta a san mi nô ca tăng quân nhá pha lăng mây hăng sa đê pha ghi pha hoa tu tê dê tăng ca tăng su vi di tăng di năng quần nhá pha lăng ma già về cha tất tha na cha nàn tí đề hòa gánh tòa niên huệ ta dùng sắp bê đô cam như về sắp tà chi hoàng tà hà ra hệ thú ca ma hồn nhận hồ cha nàn sắp bê ta phàn tú ma ma về ta xà tí. Di đà phật tu a la ga te di đà phật tu su di ta tu a di đà phật di đà phật di đà phật su di ta tu a di đà sa tu sa tu sa